Đây là ngôi chùa Quang Âm tại thành phố Los Angeles, miền Nam California, đã được thành lập năm 1979. Hội trưởng đang kiêm nhiệm là ông Hoàng Văn Vinh và đã được sáp nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Tâm Châu, thường trụ Giáo hội Việt Nam trên thế giới. Và sau đây là buổi lễ hành hương đầu năm. Và một lần nữa trước khi xin kính chúc quý thầy được thân tâm an lạc, xin kính chúc tất cả các quý vị đi của chùa xin có cả và một lần cho được thân tâm thân an lạc, thân tâm tu hành. Là chỉ đó ở bên trong chùa đó. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa đại đức Tăng Ni, chúng con đã từ tứ phương trở về ngôi chùa con ngày hôm nay để ngưỡng mộ ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Ngày kỷ niệm hôm nay đã thức tỉnh lại hàng trăm triệu con người Phật ở khắp trên khắp thế giới. Hãy làm sáng lại niềm tin của mình để noi theo gương sáng của Ngài, để tiến tu đến được tự lực đại tha và giải thoát. Hôm nay chúng con lại có nhân duyên đã được hòa thượng thượng tọa từ Santana trở về ngôi chùa con để hoa nghỉ chủ lễ lễ ngày hôm nay. Và đã ban bố cho chúng con một bài thuyết pháp thật là vô cùng hữu ích. Nhờ những sự thuyết pháp dạng đó mà chúng con đã hiểu được sự chứng ngộ chân lý giải thoát của Ngài để cứu độ muôn loài chúng sinh đang trở đúng trong vị khổ. Có gì cao quý và ngưỡng mộ hơn lòng thương của chư Phật đã thị hiện trong cảnh đau khổ của nhân loại để cứu độ chúng ta ra ngoài sinh tử luân hồi để đi đến cảnh giải thoát. Chúng con thành tâm xin ngưỡng nguyện hồng ân tam báo gia bị các thượng tọa đại đức Tăng Ni Pháp Thể Khi Na Phật Pháp Viên. Và chúng tôi cũng xin đại diện cho ban chấp hành hội Quan Âm xin thành tâm tán thán công đức quý vị quan khách, quý vị đạo hữu hội viên, quý vị Phật tử xa gần đã hoan nghị hưởng ứng lời mời của chúng tôi cơ hội về ngôi chùa Quan Âm ngày hôm nay để cúng dường ngôi tam bảo và góp duyên ngày hội khánh đản trên phần trọng thể. Chúng con thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử tâm thường an lạc.
tâm Bồ Đề bền chắc và trí tu học cũng bền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Lễ kỷ niệm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, và cũng là ngày kỷ niệm chư thánh tự đạo. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thấm thoát đã 27 năm qua, nhưng ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn còn bay phấp phới trong tâm của các bậc hữu tâm trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Cũng trong khoảng thời gian này của 27 năm về trước, tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng của thành phố Sài Gòn, hơi con ngồi chắc giữa bầu không khí hoái ả u tối bế tắc, trong nhịp điệu tâm hành của chúng sinh, cố hòa thượng Thích Quảng Đức đã thung dung ngồi xuống. Ngài kết giả phu rồi tự tay chơm ngọn lửa từ bi và tự ấn cam lộ mà nhập chấn định. Ngọn lửa mà ngài đã thắp lên rung truyền đến tầng tâm thức của chúng sinh nơi sáu ngã, đã soi sáng thế giới tối tăm vì tham vọng vô minh. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, buổi lễ ngày hôm nay không nhằm mục đích gợi lại đống tro tàn, mà là thức tỉnh lại tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa người Việt ly hương. Chúng ta đã quá nhiều đau khổ, ngày nào còn chúng sinh lặn lội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2, Việt Hóa Đại. Ngưỡng bạch Đại Lão Hòa Thượng, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phật, Văn phòng 2, Việt Hóa Đại, Hội đồng Điều hành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hải Ngoại Huế Kỳ. Kính bạch Đức Phó Tăng Thống, kính bạch quý ngài, trước hiện tình quốc nạn và pháp nạn nghiệp ngặt hiện nay, chúng con hiện diện trước lễ đài là những Phật tử thuộc các thành phố Westminster, Garden Grove, Huntington Beach, San Diego, South Bay, San Gabriel Valley. Xin khẳng định, bày tỏ một lòng trung kiên với Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Cùng nhận thức trên bước đường tu học và phụng sự chánh pháp, người Phật tử chân chính cần tham gia vào các tổ chức cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Việt Hóa Đạo, để cùng nhau tu học phụng trì chánh pháp, góp phần hoằng hóa độ sinh. Nhất là trong thời điểm quê hương Việt Nam đang chịu áp bức lầm than khổ khó, nhờ sự gia hộ của chư Phật, sự trợ duyên và giáo hóa của chư Tôn Đức chùa Điều Ngự, hôm nay Phật tử chúng con gồm các ban đại diện các phương hội, khu Việt Westminster, tỉnh Khiết Garden Road, Đức Lượng Huntington Beach, Quảng Đức San Diego, Đôn Hậu South Bay,
Như là Phật xin tôn kính Hòa Thượng Thích Tương Thành chú nguyện phóng sanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nghi thức cử hành lễ Vu Lan của chư Tôn Đức. Chúng tôi xin mời ban tổ chức chuẩn bị trong nghi thức phóng sanh. Ban thương và cứu khổ cho tất cả muôn loài, với lòng từ bi, người con Phật rất trân quý sự sống, vì sự sống vĩnh viễn có giá trị đối với hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Chính tình thương và sự sống, chứ không phải là hận thù và sự chết chóc, là chất liệu kiến tạo và nuôi dưỡng cuộc đời. Xin kính mời danh hiệu Trần Thái Văn lên có đôi lời với lại đồng hương Phật tử của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn chị Minh Phượng. Kính thưa quý chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý đồng bào và đồng hương Phật tử. Nhân mùa Vu Lan năm nay, kính chúc quý vị thân tâm và thường lạc, vạn sự cát tường, và riêng đối với giới trẻ luôn theo gương hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền, nên là người con hiếu thảo trong gia đình, là người dân có trách nhiệm trong xã hội. Kính cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và nhất là tự do tôn giáo tại quê nhà sớm đạt được kết quả mong muốn. Xin kính chào toàn thể quý vị và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị cho chúng tôi cái cơ hội để cùng chim vui trong đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, chư thượng tọa, thượng đẳng đức tăng ni. Kính thưa quý vị cơ quan chính quyền, quý vị báo chí truyền thông của mình. Kính thưa quý vị của các cơ quan cộng đồng đoàn, quý cụ cao niên. Kính thưa quý vị đồng hương Phật tử và quý mạnh thường quân. Hôm nay chúng tôi ở Đà Trang Phán Thiết Tế, chúng con được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị trong ban thiết kế và đã được thực hiện mô hình chùa điều lượng thuộc văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận nguồn tại Hoa Kỳ. Trước hết con xin được giới thiệu kiến trúc sư Lê Diệp và chúng con xin trân trọng kính giới thiệu kiến trúc sư Phát Âm. Và chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu kiến trúc sư Vũ Đình Tạo. Và chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu kiến trúc sư Đặng Trung. Thưa anh Đặng Trung, anh đang đứng ở phía sau. Kính thưa quý vị, đó là bốn vị kiến trúc sư đã đang thực hiện mô hình cho chùa điều lượng. Và đồng thời, chúng con cũng có luôn cả ba kỹ sư. Hiện tại, bây giờ chúng con cũng xin được trân trọng kính giới thiệu kỹ sư Trần Kim Ngân. Và chúng con xin được thân hạnh giới thiệu kỹ sư Nguyễn Minh Trì. Và đồng thời chúng con cũng có luôn cả ba họa sĩ. Chúng con xin trân trọng kính giới thiệu họa sĩ Đặng Quốc Sinh. Và chúng con cũng xin được giới thiệu người cuối cùng là con họa sĩ Hoàng Vinh Kim Kiến Trúc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ngôi chùa Điều Lượng đã được
nằm trên thành phố Badminton và được một cái phối cảnh mà tất cả kiến trúc sư bốn vị đã hợp tác và đã được hoàn thành. Ngày hôm nay chúng ta được có ngay trên chánh điện về phía bên tay phải, đó là ngôi chánh điện của chùa Điện Ngược văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hà Nội. Và đồng thời bên tay trái chúng con có hai hình ảnh, một hình là mặt tiền của ngôi chùa Điện Ngược và một bức thứ hai là ở góc cạnh của đường Ha Gia và Trẻ Đất. Đó là một cái ngôi chùa có thể nói rằng rất khang trang vĩ đại, mà là bốn vị kiến trúc sư, những người sáng tác của mô hình đó chính là kiến trúc sư Lê Diệp. Vậy chúng con xin trân trọng kính mời Lê Diệp hãy hướng dẫn cho quý khán giả biết qua sơ đồ mà anh đã thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quan khách của Phật tử, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nhân mùa Vu Lan, thừa lệnh thượng tọa Thích Nguyên Lý, tổng thư ký văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, chúng con dắt tánh Lê Văn Hiệp đại diện tất cả các anh kiến trúc sư, kỹ sư và họa sĩ có mặt ngày hôm nay, trước hiện tiền Tam Bảo xin được trình bày dự án Hưng Công ngôi già Lam Đường Ngự, trụ sở Trung ương Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, tòa lạc tại thành phố Westminster, California. Quần thể hạng mục như quý vị thấy trên các bản vẽ trưng ở hai bên lễ đài gồm 8 phần. Phần thứ nhất, chính điện và ngôi tổ đường dung chứa được 700 người. Thứ hai, hội trường 150 chỗ và các phòng phụ thuộc. Thứ ba, các văn phòng tổng vụ và tăng phòng. Thứ tư, nhà ăn cho 150 người và bếp. Thứ năm, nơi thờ chư linh cốt. Tất cả năm công trình này có diện tích 10.000 square feet và đặt trên một nền cao 9 bậc, đặt cửu phẩm liên hoa, mà dưới là bãi đậu xe chứa 70 chỗ, diện tích 25.000 square feet. Hàng mục thứ 6, quanh ngôi già lam này được tôn trí 4 bảo tháp: Di Đà, Dược Sư, Trúc Lâm Tam Tổ và tháp chuông, chính là tứ đại thiên vương bảo hộ chính pháp. Thứ bảy, tại hai mặt đường sẽ có hai tam quan mà chính môn có mẫu mã từ tổ đình Thập Tháp tỉnh Bình Định. Thứ tám, ngay giao điểm hai đường là một vườn thiền có hồ nước với bảo tượng Đức Quan Âm và tứ long phú thủy. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý quan khách và Phật tử, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm nó sớm trăng trầm, chỉ thanh đặng thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cha ơi bỏ chùa. Chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho việc hưng công ngôi già lam Đường Ngự, dấu ấn của giáo hội tại hải ngoại, nhất định sẽ thành tựu viên mãn bằng tâm nguyện của một đồng công một nén. Ngưỡng nguyện Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ, Thủy Từ Gia Hộ cho Phật sự hưng công sớm viên thành. Khánh chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm, pháp thể khang an, chúng sinh dị độ. Thân chúc chư đạo hữu đạo tâm kiên cố, vàng sự cát tường, sở cầu như nguyện. Trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp thời giờ cho chúng tôi thuyết trình đề tài này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Minh. Kính chào quý vị. Xin cảm ơn ban kiến trúc sư.